Xin chào khán giả của Duy Anh. Nói đến Tissot là phải nói đến Lerlock, dòng sản phẩm chủ đạo của thương hiệu này. Nhưng có lẽ là các bạn mới chỉ thường xuyên biết đến phiên bản Powermatic 80 hay là Chronograph. Nhưng Tissot còn rất nhiều những phiên bản khác cùng trong bộ Lerlock, và Đức sẽ giới thiệu với các bạn trong video ngày hôm nay. Đầu tiên là hai chiếc Petit Second. Cái tên nói lên thiết kế. Chúng ta sẽ có kim dây được thu nhỏ và chuyển ra nằm trên một subdial riêng thay vì là nằm cùng trên trục trung tâm với kim giờ và kim phút. Đây là một lối thiết kế khá là hoài cổ, rất thông dụng ở những thập niên giữa thế kỷ trước. Phiên bản Petit Second của Lerlock thì vẫn giữ nguyên form vỏ tròn với vành được hoàn thiện cong 3 chiều kết hợp với hoàn thiện bóng và phay xước ở trên vân vỏ, cũng tương tự như mẫu Powermatic 80. Ngoài ra thì bộ kim lá và nắp đáy được thiết kế đặc trưng của dòng Lerlock vẫn không thay đổi. Điểm khác biệt thì chỉ đến từ movement ETA 28252 được dùng thay thế cho Powermatic 80, bởi bộ máy thế hệ mới này thì không có hỗ trợ thiết kế Petit Second. Trở lại với mặt số thì chúng ta sẽ quan sát thấy điểm thay đổi thứ hai, đó là việc chỉ còn 4 cọc số la mã thay vì là toàn bộ là các cọc số la mã như trên mẫu Powermatic 80. Các vạch số còn lại thì được thay thế bằng các vạch chỉ thị nhỏ. Và quan trọng nhất đó chính là subdial Petit Second. Ở đây Tissot đã mang tới hai cách bố trí với một mẫu có kim dây ở vị trí góc 5 giờ, tương ứng với tính năng lịch được chuyển sang góc 9 giờ khá lạ mắt. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có dòng chữ là Lerlock Automatic. Phiên bản còn lại thì kim dây nằm cân đối ở góc 6 giờ, và cách thiết kế này sẽ đưa cửa sổ lịch trở lại vị trí quen thuộc ở góc 3 giờ. Cá nhân mình thì thích phiên bản đầu tiên hơn bởi sự khác lạ của nó. Khi mà Lerlock Powermatic với 3 kim trung tâm đã quá quen thuộc, còn mẫu Chronograph thì chỉ phù hợp với những ai có cổ tay tương đối lớn, thì mẫu Petit Second này lại là một làn gió lạ tạo nên cá tính riêng trong chất cổ điển vốn có dành cho các fan của dòng Lerlock. Tiếp theo sẽ là phiên bản dành cho những ai yêu thích sự chính xác và bền bỉ của những cỗ máy Thụy Sĩ, đó là Lerlock Chronometer. Linh hồn của phiên bản này chính là bộ máy ETA 28242, cỗ máy chứ danh làm nên một phần tên tuổi của ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ, và khi được tinh chỉnh để đạt được chuẩn chính xác cao gấp 3 lần các mẫu đồng hồ thông thường và lắp trên dòng Lerlock này thì điều đó lại càng có giá trị và mang nhiều ý nghĩa. Để phân biệt với các phiên bản khác thì Tissot đã thay thế các cọc số La Mã bằng các cọc số Ả Rập và các vạch số tương tự như trên mẫu Petit Second. Đây là cách thiết kế khác biệt nhiều nhất so với bản Powermatic 80. Ngoài ra thì ở dưới dòng chữ Lerlock cũng sẽ có dòng chữ là Chronometer. Chưa hết, các bạn hãy quan sát phần mặt số. Đây cũng là điểm khác biệt chung mà Tissot đem đến trên cả 3 mẫu đồng hồ mình giới thiệu ngày hôm nay. Đó là vân sóng thay thế cho vân Cloud de Paris, vốn là một đặc trưng của Lerlock ở phiên bản Powermatic 80. Điều này cho thấy tổng thể thiết kế của Lerlock hoàn hảo đến mức nào khi mà Tissot có thể thay đổi mọi chi tiết để đem đến sự khác biệt mà vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp truyền thống. Từ phiên bản tiêu chuẩn Powermatic 80 cho đến mẫu Chronometer này, hay là mẫu Petit Second và Regulator, các bạn thích nhất thiết kế nào của Lerlock? Hãy cùng bình luận và chia sẻ với Duy Anh nhé! Nếu chưa thể có lựa chọn cho mình thì đừng quên đến với các showroom của Duy Anh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để trực tiếp lên tay và trải nghiệm. Duy Anh tự hào là đại lý ủy quyền xuất sắc của Tissot trong nhiều năm, và toàn bộ sản phẩm đồng hồ chính hãng, bảo hành quốc tế cùng rất nhiều chế độ hậu mãi chu đáo. Giờ thì Đức xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Và nếu các bạn thấy thú vị, hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Duy Anh để tiếp tục đón xem những video hấp dẫn nhé!